kể từ khi trước năm 1959 ở vị trí này không, bên này không có như thế này được, chỉ có bên kia mới có đường đẹp thôi, còn từ đây lên là không có đường đẹp các em ạ. Và đặc biệt cái tên mà Hà Giang, Hà tức là sông mà Giang cũng là sông đúng không, Hà Giang tức là sông lại chảy vào sông, thì con sông nhỏ chính là cái dòng sông ở trên kia, cái lúc này chúng ta vừa đi ô tô xuống đấy, còn đây chính là dòng sông Lô. Thì dòng sông Lô này sẽ chảy ra kia là dòng sông Miện, sông Miện chảy vào sông Lô, con sông bé chảy vào sông to. Nếu chúng ta đi ngược cái dòng sông Lô này đi lên thì sẽ đến với lại cửa khẩu Thanh Thủy, tức là Vị Xuyên đấy, mặt trận Vị Xuyên đấy, sau đó là đi sang Trung Quốc, còn đi sang đây là ngã ba sông, chính là nơi sông đổ vào sông Hà Giang. Và trước năm 1959, thực chất là từ năm 1900 người Pháp sang rồi, ngày đó người Pháp người ta cũng đã đưa quân lên đến tận cổng trời Quản Bạ rồi, lên đến tận chân kia rồi. Tuy nhiên ngày đó cũng chưa có cái cầu như thế này đâu, người ta cũng chỉ cần tạm đi thôi. Cái cầu này có tên là cầu Gạc Đì. Gạc Đì, nếu các em tìm tài liệu trên mạng thì không có lý do tên gọi đâu, tìm không được đâu. Mà cái này theo người dân người ta kể lại là có thể trước đây là có một cái người liên quan đến một cái kiến trúc sư người Pháp thiết kế cầu tên là Gardier. Sau này người ta lấy luôn cái tên của ông đọc là Gạc Đì, kể từ đó có cái tên là Gạc Đì. Cái chữ gạc còn một ý nghĩa nữa là gì là biết không, là cái nhánh sừng sừng con nai đây đó. Cái khúc ngã ba sông này giống y hệt thế luôn, ngã sông y hệt thế luôn. Và từ năm 1959, ngày 29 tháng 3 năm 1959, khi mà đảng bộ của Hà Giang họp đấy, người ta đã quyết định mở con đường Hạnh Phúc. Thì kính thưa các bạn, là ngày 10 tháng 9 năm 1959 chúng ta chính thức khởi công làm con đường Hạnh Phúc. Thì tại vị trí này chúng ta đã chính thức sửa sang cái cầu, bắt đầu mở những chặng đường đầu tiên bắt đầu từ đây. Cái công trường đó tạm thời ban đầu gọi là công trường Hà Giang Đồng Văn, bắt đầu mở con đường Hạnh Phúc. Nhưng về sau này khi 1963 chúng ta mở xong đến Đồng Văn thì chúng ta mở tiếp 21 km sang Đồng Văn nữa, chúng ta gọi thêm một từ nữa đó là công trường Hà Giang Đồng Văn Đồng Văn, và là chính thức bắt đầu từ đây. Và đây cũng chính là điểm khởi đầu của con đường Hạnh Phúc. Khi các bạn thuyết minh về con đường Hạnh Phúc thì cần phải nói tới cái địa danh cầu Gạc Đì này, tại vì đây là nơi khởi đầu và Mèo Vạc là nơi kết thúc, tổng hơn 180 cây số, 185 cây số là bắt đầu từ đây. Đây là điểm khởi đầu. Kính thưa anh em, thì hiện tại chúng ta đang đứng ở tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tại thị trấn Mèo Vạc của tỉnh Hà Giang. Thì ở đây cũng chính là điểm kết thúc của con đường được mang tên là con đường Hạnh Phúc, một trong những cái con đường nối giữa ý Đảng và lòng dân, con đường có máu và hoa. Cái chữ máu và hoa này thì đi dần trên con đường Hạnh Phúc, chúng ta sẽ làm rõ điều đó. Còn kính thưa các bạn, con đường Hạnh Phúc được khởi công xây dựng từ ngày 10 tháng 9 năm 1959. Sau khi chúng ta mở cái tuyến đường bắt đầu xây dựng thì nó không còn bình yên nữa, tại vì khẩu phỉ cũng như là quân tưởng ở bên kia nó không muốn chúng ta làm nên cái con đường này. Chính vì vậy khi mà chúng ta làm đường thì khởi công từ tháng 9 đến tháng 11 một cái là khẩu phỉ xuất hiện rất nhiều. Đặc biệt là ngày 30 tháng 11 năm 1959 ấy, thì có 40 tên phỉ đã bắt đầu xuất hiện và đánh đuổi chúng ta, không cho Việt Minh chúng ta lên đây, không cho chúng ta tuyên truyền. Và tại cái chợ Mèo Vạc này, ở đây chợ trung tâm ở đây, thì đây chính là một cái nơi rất là đặc biệt, là tại vì khi cán bộ của chúng ta đi vận động người dân ra làm đường thì tại khu vực này người ta đã bắt những cái cán bộ của chúng ta để nội tạng thì nấu thang cô ăn giữa chợ, để cho dân người ta khiếp sợ, người ta không dám đi làm đường. Thậm chí nói thật các bạn, mông thì người ta khoét về lấy thịt người ta ăn, mỡ thì người ta dán lên cho vào ống tương và xào rau ăn dần, còn cái người còn lại thì nó treo lên làm cái bia tập bắn. Khi mà chúng ta Việt Minh mà đánh được cái thổ phỉ vào kiểm tra đấy thì chúng ta phát hiện ra ở trong nhà vẫn còn hai cái ống tương đựng mỡ người. Về sau này chúng ta đưa hai cái ống tương mỡ người đó về bảo tàng tỉnh Hà Giang, chúng ta cất giữ và chúng ta để làm một chứng tích đấy. Thì khi mà người chúng ta cho xuống thì chúng ta cho vào trong bình thủy tinh, và người Mông xuống tham quan họ có nói là người kinh chúng ta cất giữ nó chưa chuẩn, đó là mỡ người thì phải cho vào ống bươm, còn cho vào bình thủy tinh thì nó bị hao, và đúng đến bây giờ nó có hiện tượng hao dần. Bây giờ hũ mỡ người vẫn còn ở dưới kia. Và về sau này khi mà những người con có bố làm cán bộ đi tuyên truyền ở trên đây bị bắt và nói rằng là bị thổ phỉ giết ấy, thì đã lên kiểm tra và xét nghiệm ADN để kính thưa các bạn là đúng là bố của mình, và Tú là người dưới Hải Dương, rất là khốc liệt. Khi mà chúng ta xây dựng xong cái con đường năm 1963, mở từ năm 59 đến năm 63 thì chúng ta đường mở được lên đến Đồng Văn. Từ Đồng Văn đi sang lên đây
tuy nó chỉ có nhích qua 20 cây số thôi, nhưng chúng ta làm mất 2 năm nữa. Tức là làm đến tận năm 1965 chúng ta mới làm xong được. Sau khi làm xong thì đồng bào người ta mới nói này, trước khi có con đường hạnh phúc thì người dân ở đây đấy là quần áo không có mà mặc, trẻ con sinh ra không có áo mà mặc, mén mén còn không có mà ăn, nghèo đói quá, chìm trong mây mù và gió hú, trong mông bụi và thiệt thòi, không biết đến ánh điện của văn minh là gì cả. Nhưng khi làm xong thì dân rất là phấn khởi, hồ hởi quá, và người ta muốn biết ông Hồ Chí Minh là ông nào. Ở trên đến năm 1973 chúng ta mới thấy thể theo cái nguyện vọng của nhân dân muốn biết mặt của Hồ Chí Minh, cho nên chúng ta đã làm một cái tượng đài của Hồ Chí Minh ở đây, khởi công vào ngày 19 tháng 5 năm 1973, xây dựng để người dân đi qua đi lại đấy sẽ nhìn thấy Bác Hồ, để người ta nhớ đến một cái người, biết mặt một cái người đã có công lao rất lớn trong cái việc khởi xướng xây dựng con đường hạnh phúc này. Và cái tượng đài này xây dựng trong vòng có một tháng thôi, tức là đến ngày 20 tháng 6 là đã khánh thành. Và kể từ đó đến bây giờ là người dân ở đây người ta đi qua đi lại là biết đến Hồ Chí Minh. Vì điều kiện mưa cho nên là chúng ta nhanh thôi, chiều chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Và chúng ta đang đi trên con đường hạnh phúc. Nếu đến Hà Giang mà chúng ta không giới thiệu về con đường hạnh phúc thì đó là một sai lầm và là một thiếu sót lớn của một người hướng dẫn viên các bạn. Cho nên hôm nay giới thiệu cho các bạn nghe, cũng hy vọng là các bạn, không hy vọng các bạn nhớ được hết, tuy nhiên thì ít nhiều các bạn cũng sẽ lột tả được một phần nào đó sự khó khăn để làm nên một cái con đường như thế này để du khách họ biết được, đúng không? Chúng ta chịu khó nhá. Thì kính thưa các bạn đấy, từ năm 1900 là ông Pháp ông sang Việt Nam rồi, ông lên đây rồi, ông lên Hà Giang rồi. Khi người Pháp lên Hà Giang đấy thì người Pháp cũng đâu có thiếu tiền đâu, họ cũng đã khảo sát rất nhiều lần muốn xây dựng một cái con đường nối từ thị xã Hà Giang xưa lên với huyện Đồng Văn. Thì ngày xưa ở đây chỉ có một huyện thôi là huyện Đồng Văn, lúc đó dân ở đây rơi vào tầm khoảng 7 đến 8 vạn dân. Và ở đây là không có cái huyện có tên là Quản Bạ, không có cái huyện tên là huyện Yên Minh gì đâu, chỉ một chung một huyện là huyện Đồng Văn thôi. Thực tế mà nói, người Pháp người ta cũng đã có rất nhiều cái công cuộc khai phá để mở đường, nhưng mà họ không làm được vì họ ở trên này chỉ có một thứ thôi, đó là đá và đá, nhiều đá quá họ không có làm nổi. Nếu mà nói về nhiều tiền gì, vua Mèo đầy tiền, người ta cũng đã ước ao mở một cái con đường mà nối thị xã Hà Giang với lại Đồng Văn để làm gì, để đi lại được dễ dàng hơn, đặc biệt là những cái lần mà buôn bán người ta sẽ buôn bán được dễ hơn. Đấy, như vậy thì vua Mèo không có thiếu tiền, nhưng vua Mèo cũng chịu không thể làm đường được. Mà ngày xưa các bạn ạ, ở trên Đồng Văn này, đặc biệt vua Mèo mà muốn xuống Hà Giang, muốn xuống thị xã Hà Giang thì anh em biết là họ phải làm như nào không? Bay chịu ông đấy ông ạ. Không, vua Mèo không có đi ngựa, mà lúc đó người ta phải cử tầm chục người, gọi là chục người đinh, người tráng ấy, đinh tráng ấy, để làm gì? Để kiệu xuống. Và kiệu như vậy là tầm khoảng 3 cho tới 4 ngày thì mới về được tới thị xã Hà Giang. Đến mức độ như vậy các bạn ạ. Và người dân có nhiều đoạn đi đấy là ngựa còn không đi được, và người phải bò qua cái vách núi mới đi được. Dân sống là trong mây mù và gió hú, trong mông bụi thiệt thòi, rất là khó khăn, rất là vất vả. Tuy nhiên sau năm 1954 thì chúng ta đã bắt đầu có một cái sự kiện đặc biệt, đó là có một cái nơi mà huy động được rất nhiều người, đó chính là Hà Giang này các bạn. Vào tháng 3 năm 1959 thì đảng bộ của Hà Giang họp và đã quyết định là sẽ mở một cái con đường nối thị xã Hà Giang với huyện Đồng Văn. Như vậy đến lúc đó thì chúng ta cũng phải cử người để mà đi khảo sát để làm đường. Thì kính thưa các bạn, lúc bấy giờ bác Phạm Đình Di, tên trường bác này là trưởng ty giao thông của Hà Giang, đã được nhận cái nhiệm vụ là đi khảo sát. Và bác ấy lúc đó là cũng không có cái điều kiện phương tiện gì hiện đại đâu, thậm chí thước còn phải chặt cây để làm thước. Khi mà làm thước, bác bắt đầu mới đi đo đạc, đi khảo sát từ ở dưới thị xã Hà Giang mà lên được đến trên này đấy, là bác đi khảo sát hết 21 ngày. Và sau 21 ngày khảo sát đó là chúng ta mất hơn 2.000 ngày húc mặt vào đá để làm đường, với tổng hơn 2 triệu ngày công mới có được cái đường như chúng ta đi đây. Nhìn núi rừng ở thế kia thì các bạn nói ai nghĩ là sẽ làm được, nhìn núi như thế kia ai nghĩ là sẽ làm được đường. Kính thưa các bạn, ở bên tay phải chúng ta nhìn xa xa qua cái ngọn núi kia, cái nơi mà chúng ta thấy có mấy cái nhà thấp thoáng, đó là chính là huyện Xín Cái ở trên đỉnh núi đấy. Đấy là huyện xã Xín Cái. Đi qua cái xã Xín Cái kia, tức là qua cái đỉnh núi kia chính là Trung Quốc.
tức là Trung Quốc bên kia đỉnh núi. Bên dưới cái sông Nho Quế kia là cái con sông chảy từ Trung Quốc qua Ma Lé. Tí nữa chúng ta sẽ đi đến Ma Lé, qua Ma Lé rồi chảy vào đây. Và cái dòng sông này dòng sông rất hiếm ở đây. Đây một cái thứ rất là thiếu đó chính là nước các bạn. Thì kinh doanh các bạn lúc ban đầu là chúng ta huy động người, là phải huy động người từ ở dưới xuôi lên. Ban đầu là chúng ta huy động người là tổng số là 1.300 người. Nhưng ban đầu mới chỉ là 1.000. 1.000 lấy từ ở đâu? 1.000 lấy từ 6 tỉnh Hà, Tuyên, Thái và Cao Bắc lại. Tức là Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên. Đó, như vậy là đủ 6 tỉnh ban đầu đó. Sau đó chúng ta huy động thêm, tức là về sau chúng ta mới huy động thêm 2 tỉnh nữa. Đó chính là tỉnh Nam Định và tỉnh Hải Dương. Tuy nhiên nếu mà nói về người đấy các bạn nhé, về người đây là chúng ta nói không chỉ riêng người của 6 cái tỉnh đó, mà người là người của nhiều tỉnh, Thái Bình cũng có, Hà Nội cũng có. Tại sao anh lại dám khẳng định cái điều đó? Nhiều bạn xem là người ta chỉ biết đọc trên sách thôi, nó không có thực tế. Ai bảo là không có người Thái Bình, ai bảo là không có người Hà Nội? Có, tại vì đến bây giờ ở ngay chợ Yên Minh thôi, vẫn có hai vợ chồng cô chú vẫn còn sống. Và đó là một trong những cái người sau khi làm đường người ta đã ở lại, và họ là người Thái Bình. Một chiến sĩ của chúng ta hy sinh là người Hà Nội. Nói như vậy là người ở khắp mọi nơi để về làm đường. Và kính thưa các bạn là lúc đó khi mà ở dưới xuôi chúng ta nhận được cái nhiệm vụ đó, người Hải Dương và người Nam Định nhận được cái nhiệm vụ đó, thì lúc đó người ta cũng không biết rằng là mình sẽ lên đây làm đường đâu. Lúc ban đầu là tổng động viên để đi đánh Mỹ mà, để đánh Mỹ. Thì lúc đó là ở dưới đó nhận được cái nhiệm vụ là phải cắt cử người đi làm đường, đi lên công trường, gọi là công trường Hà Giang Đồng Văn. Lúc ban đầu ở dưới kia là chỉ nghe thông thoáng là lên công trường Đồng Văn đi làm. Thì người Hải Dương và người Nam Định cứ tưởng rằng là mình đi Đồng Văn là Đồng Văn ở Hà Nam. Nhưng khi đó là đi là xe họ chở từ dưới kia đi lên đến Phú Thọ các bạn. Đến Phú Thọ thì có xe của Hà Giang sau đó. Xin lỗi, này sẽ đi tàu từ dưới đi lên đến Phú Thọ. Thì đến Phú Thọ thì có xe của Hà Giang sau đó. Đó đưa lên trên này người ta mới biết là mình đi làm đường ở trên này. Và lúc đó là chúng ta có 1.300 người đầu tiên, chúng ta mới cử ra nhiều tốp, mỗi tốp là 100 người. Và cái điểm khởi đầu chính là chỗ nào? Cầu Gạc Đi. Cầu Gạc Đi ở thành phố Hà Giang bây giờ. Thì kính thưa các bạn là sau khi mà chúng ta đi lên là chia nhỏ từng tốp một, cách tầm khoảng 100m thì sẽ có một nhóm đấy là 100 người. Và 100 người đó chỉ có sử dụng những cái phương tiện rất thô sơ thôi. Đó là gì? Cái đầu tiên cần phải có đó là búa tạ. Búa thì có hai loại búa, một loại búa 5 cân và một loại búa 3 cân là búa chủ yếu. Ngoài ra, cái thứ hai cần phải có đó chính là cái tròn. Các bạn hướng dẫn viên chúng ta ở thành phố không biết cái tròn không? Không biết đâu, tuổi này không biết đâu. Tròn chính là cái xà beng 8 cạnh đấy. Một người cầm vào đá, một người cầm búa đập vào. Đàn ông thì cầm cái búa 5 cân, phụ nữ thì cầm cái búa 3 cân, cùng nhau cục đá làm đường. Và như các bạn biết đấy, những cây mà mọc ở được ở trên đó chỉ là mọc ở trên một cái lớp đất mỏng thôi. Còn khi chúng ta nhìn vào núi chúng ta sẽ thấy nó chỉ toàn đá là đá thôi, chỉ có đá và đá. Và thậm chí các bạn ạ, cả tuần chơi 100 cái người trong một tốp đó, người ta chỉ đục được tầm khoảng 100 mét đường thôi. Như vậy là khó hay dễ? Cực khó. Phương tiện kỹ thuật thì không có gì cả. Xe cú kít, cuốc, rồi cán, rồi tròn, rồi búa thôi. Mỗi thế thôi các bạn ạ. Và cứ thế họ cứ làm mỗi làm được. Cái quan trọng nhất ở trên đây không phải là chúng ta sợ thiếu đồ ăn, mà cái khổ là như thế này. Mùa đông thì nó cực kỳ rét, rét kinh khủng khiếp luôn. Anh em đi mùa đông lên đây là anh em biết. Mùa hè thì nó cực nắng, vì nó đá mà, làm ở trên đá. Và khi nắng xuống nó làm cái đá nó nóng lên. Và cán bộ của chúng ta, những thanh niên xung phong làm đường trên cái điều kiện đó các bạn. Nhưng cái đó còn chưa khổ bằng khi tối nằm ngủ. Tối nằm ngủ thì làm gì có giường? Ở trên đá thì đây đâu ra giường mà nằm. Chúng ta chỉ có một cách thôi, chặt cây tre, bật bẹp nó ra, giải nó xuống, rồi nằm lên cái tre đó. Nhưng mà khổ một cái là cũng không có nhiều để mà giải như thế, thì cứ giải hết ra đấy rồi nằm chung với nhau. Mà cái tre thì nó nằm được, nó có thể khi mà mình cựa quậy người thôi cũng nghe tiếng kêu két két ấy. Thì nói thật với các bạn, chỉ cần một người chở người thôi là cả cái chỗ đấy biết, gần như là ngủ rất là khó. Nhưng cái khó đó nó cũng chưa khó bằng cái việc là rau ở trên này thì rất hiếm, vì làm gì có đất để mà trồng đâu. Làm đường thì bạn làm thời gian nào mà trồng rau,
và cái quan trọng hơn nữa, một thứ hiếm nhất và quan trọng hơn cả đồ ăn, đó là nước. Nước ở đâu ra bây giờ? Hàng ngày như vậy, chúng ta với cái số lượng người đông như thế, chúng ta phải cử một top. Top người này là gồm có 100 người làm nhiệm vụ, đấy là đi cách tầm khoảng chục cây số để lấy nước về. Và lấy nước là có hai cái xô, hai cái xô này rất là bé thôi, thì đi bộ mà xa như thế để đưa nước về thì đi dọc đường nó cũng chán, ra ngoài cũng mất rất là nhiều. Chính vì cái số lượng nước đưa về cho một cho chúng ta dùng là rất là ít, mà chúng ta không sợ mất đồ ăn mà chúng ta sợ mất nước các bạn ạ. Phải cất giữ rất là cẩn thận và trông coi cẩn thận, mà không nếu không là mất nước nó khổ thế đấy. Mỗi một ngày như vậy thì sáng ra là một chiến sĩ làm đường của chúng ta được phát 1 lít nước. Thông qua những cái người đi lấy về đó là mỗi người được phát 1 lít nước để cho sinh hoạt, tay răng, rửa mặt này kia. Và cứ thế chúng ta cứ làm đường. Nhưng khi chúng ta làm đường như vậy thì nói thật với các bạn là chúng ta cũng thấy tinh thần, nếu mà chỉ để cho những cái đồng bào dưới xuôi lên làm đường như vậy cũng không ổn, vì lý do số lượng người ít quá. Có những đoạn mà đục đến cả tuần mới được có 100 mét đường thì bao giờ mới xong. Ấy thế là chúng ta lại nghĩ thêm một cách, đó là gì? Đi vận động bà con của các đồng bào dân tộc thiểu số trên này ra giúp đỡ làm đường. Nhưng khi đi vận động kinh thức các bạn á, người ta xua tay luôn, làm sao làm được đường, toàn đá thế làm sao làm được đường, người dân sống ở trên đá mà chết cũng nằm trong đá nó quen rồi, làm gì biết đến ánh điện là gì, làm gì biết đến khoang ô tô, chỉ có đi ngựa thôi. Tất cả mọi thứ đều khó khăn và không biết làm thế nào. Bây giờ cán bộ đi vào đi thuyết phục, một lần không được thì phải đi hai lần, hai lần không được thì đi ba lần, đi đến bao giờ thuyết phục được thì thôi. Khi mà thấy cán bộ vào thuyết phục nhiều quá thì người ta nói luôn, bây giờ cán bộ đến nhiều thì nể cán bộ, bây giờ cán bộ muốn chúng tôi đi làm thì cán bộ đưa người nhà cán bộ đi làm trước đi. Thế là người nhà của cán bộ phải đi làm trước, đưa vợ đưa con đưa người nhà đi mà làm. Sau khi người ta thấy chúng ta mở được những cái mét đường đầu tiên rồi, người mới thấy à, hóa ra là ông Hồ Chí Minh làm đường thật. Chính như vậy người ta đã bắt đầu huy động người ở các vùng thiểu số ra làm nữa. Như vậy là có 16 dân tộc thiểu số. Và khi mà các bạn đưa khách đi thì chỗ này là chỗ chúng ta dừng để chụp hình các bạn nhé, dừng hẻm Tô Sản ở đây. Đây chính là đèo Má Pí Lèng đấy, các bạn nhìn núi non là các bạn sẽ biết. Kính thưa các bạn thì nói đến đâu quên luôn rồi, 16 đồng bào dân tộc thiểu số đã chung tay góp sức để làm nên con đường này. Tuy nhiên cái câu chuyện chúng ta nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng nó không đơn giản như vậy, không được bình yên như vậy. Khi mà chúng ta huy động nhiều người vào làm đường như vậy thì có một đối tượng rất sợ chúng ta làm đường. Nhân dân thì hồ hởi để đi làm đường, còn có đối tượng không muốn chúng ta làm đường, đó chính là phỉ, thổ phỉ cùng với quân tưởng ở bên kia biên giới, không muốn chúng ta làm đường lên đây. Chính vì vậy đau thương các bạn, chỉ sau 2 tháng chúng ta bắt đầu mở đường. Tức là chúng ta mở đường vào ngày nào nhớ không? Ngày 10 tháng 9 năm 1959 là chúng ta mở đường. Và đến tháng 11 năm đó, tức là 2 tháng sau, thì thổ phỉ nổi lên khắp nơi. Đầu tiên đó chính là 40 tên thổ phỉ đã chặn tại cái cổng trời Cán Tỷ. Thì cổng trời Cán Tỷ là cổng trời nào? Mai tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy. Nó chặn ở đó và chỉ cần ai của chúng ta đi qua là nó xử luôn. Tiếp tục sau cái vụ đó, đây em có, đây có cái hồ treo nữa này. Các bạn đây là hồ treo này, các bạn nhìn đây là hồ treo Tài Lục đấy. Thì các bạn sẽ nhớ cái từ này, đấy là hồ treo. Lên đây là chúng ta phải biết đến hồ treo, thì tí nữa anh sẽ nói về hồ treo sau. Thì thưa các bạn ấy, lúc đó phỉ nó nổi ra khắp nơi, và đặc biệt ấy nó làm một cái việc rất oai oăm là chúng ta muốn làm được đường thì phải có cây ăn, đúng không? Khi mà chúng ta cho đoàn ngựa thồ đưa lương thực từ dưới xuôi đi lên đồng văn này thì nó chặn và nó cướp hết. Còn chưa nói tới từ ngày 12 cho đến ngày 28 tháng 12 năm đó, tức là năm 1959, ở khắp nơi phỉ nổi lên và đánh. Đầu tiên là nó có anh ấy tên là Vàng Trúng Dình. Ông này là cho 200 quân ra, cứ thấy Việt Minh ở đâu là đốt nhà và giết. Và nó đánh vào khắp mọi nơi. Ở bên Mèo Vạc này thì có Vàng Trúng Mỹ, Giàng Trúng Mỹ,
đánh chém khắp nơi, nói chung là ở khắp tất cả mọi nơi đều bị tấn công cả. Như vậy chúng ta làm đường không hề yên ổn đâu các bạn. Chưa nói tới có những cán bộ chúng ta khi đi vận động như vậy còn nó còn bắt, nó còn treo ngược lên để làm bia tập bắn kinh khủng. Chưa nói tới cái việc là nó còn bắt, nó lấy gan, nó nấu nó ăn, tức là nó dằn mặt để chúng ta không dám làm được. Và nó có tuyên truyền như thế này: bao giờ con người mà đi bằng tay, chân chổng lên trời, đầu chổng xuống đất, thì lúc đó Hồ Chí Minh mới làm được đường qua dốc Bắc Sung. Còn đến bao giờ đá mọc được trên đầu người và con dê được vết đẻ, lúc đó Hồ Chí Minh mới làm được đường lên cho người Đồng Văn. Nó tuyên truyền như vậy, nhưng chúng ta vẫn quyết tâm làm. Hồ Chí Minh vẫn quyết tâm làm. Và làm từ làm đến đâu là chúng ta mở được đường đến đâu là cho tôi lên tới đó, để cho bà con phấn khởi. Cho tôi lên thì đồng nghĩa việc chúng ta sẽ đưa thêm lương thực và mọi thứ lên để giúp đỡ bà con. Như vậy bà con lại càng có động lực để làm đường, bà con vui lắm. Đặc biệt là khi mà mở được lên đến đoạn Tráng Kìm, ở dưới đi qua Quản Bạ một tí là đến Tráng Kìm đấy. Bây giờ có cái phở Tráng Kìm rất là ngon đấy. Thì đến đó là chúng ta thông được chặng đầu tiên đấy, là chúng ta cho ô tô lên luôn. Bà con sướng lắm. Lúc đó có những người bông nhìn vào bảo sao con ngựa mà nó như thế này, tôi thấy chạy nhanh, chỉ có ngựa mới chạy nhanh thôi. Đặc biệt như vậy các bạn ạ. Khi chúng ta làm được lên đến Đồng Văn là chúng ta mất 4 năm với tổng số km là 164 km. Tức là đến ngày 9 tháng 9 năm 1963 là chúng ta mở được đến Đồng Văn. Đặc biệt cái thời kỳ đó Hồ Chí Minh chúng ta lên thăm ấy, thì Bác Hồ có gợi ý tới cái việc là nói về cái từ con đường hạnh phúc, tức là đặt tên là con đường hạnh phúc. Cái gợi ý đó sau này chúng ta mới gọi tên là hạnh phúc. Thì kính thưa các bạn, riêng từ Đồng Văn sang tới cái điểm mà hôm nay chúng ta xuống xe kia là 21 cây số, 21 cây số mà chúng ta làm trong vòng 2 năm. Và đoạn khó nhất là đoạn chúng ta đang đi đây, chính là đèo Mã Pí Lèng. Mã Pí Lèng trong tiếng Quan Hỏa tức là sống mũi của con ngựa. Tại sao là nói như vậy? Tại vì ngày xưa nhìn vào núi như thế này không ai nghĩ là nó sẽ có đường. Người dân mà muốn đi qua cái đoạn này là phải đi bằng 4 chân, tức là phải bò qua vách núi vì gió nó quá to. Đến mức độ là như thế này, người ta truyền tai nhau rằng chỉ cần con dê cái, sẽ là con ngựa cái. Bên này là tượng đài Thanh Niên Xung Phong làm đường, đúng không ạ? Đây Thanh Niên Xung Phong làm nên con đường hạnh phúc, cũng là một điểm để các bạn cho khách dừng. Quên đâu? Con ngựa cái mà đang mang thai, chưa cần đi đến đỉnh dốc, mới đến lưng chừng dốc thôi, thì gió thổi thấp vào sống mũi con ngựa, thì con ngựa đó có thể trụy thai mà chết. Con ngựa đực đi chưa cần đến đỉnh dốc cũng tắt thở mà chết. Nó cao đến mức độ như vậy các bạn. Và đúng là nó cao thật. Riêng cái đoạn Mã Pí Lèng này rất ngắn một tí xíu này thôi mà chúng ta làm mất 11 tháng. Đây được xem là vạn lý trường thành của Việt Nam, vì làm khó khăn quá các bạn ạ. Lúc đó là các bạn có tưởng tượng cái đá khối nguyên khối, nó nguyên khối luôn. Bây giờ nhìn cái núi làm trởm như thế thôi, nhưng thực chất nó là một khối đá. Có những hôm đấy các bạn ạ, chúng ta đục mãi thì mới được một tí đá, một để một cái được một cái lỗ để làm gì, để cháo thuốc nổ thôi ấy. Thế mà làm gì có chỗ đặt chân mà đi đục. Đoạn này thì cũng có chỗ đặt chân, thế còn cái đoạn mà lúc đấy chúng ta vừa đi qua cao nhất của Mã Pí Lèng, một cái chỗ anh bảo dừng để chụp ảnh đấy, thì chỗ đấy thì làm gì có chỗ mà đứng, tức là một cái vách núi dựng đứng như thế này. Và các em biết từ đỉnh núi mà xuống được đến cái dòng sông Ngao Quế đó thì đương nhiên là nó phải rơi vào tầm khoảng 800 mét, hơn 800 mét, gần 900 mét. Như vậy là nó quá cao. Thế bây giờ phải làm thế nào để mà có chỗ mà đặt chân mà làm đường bây giờ? Có một cách, đó là chúng ta dùng cái thắt lưng ra quấn lại, đằng sau là có một cái móc, móc cái dây vào đó và bắt đầu treo mình bên vách núi để đục đá làm đường. Nhưng khổ một cái, bây giờ một cái nhiệm vụ nó quá nguy hiểm như vậy, ai là người dám xung phong làm? Ai là dám ra làm? Không ai dám. Nhưng khi đó chúng ta có một cách nữa, đó là chúng ta mới lấy tinh thần tự nguyện, kêu gọi tinh thần tự nguyện của ai sẵn sàng để ra đục trên vách núi đây. Thì kính thưa các bạn, nếu các bạn đọc ở trên mạng đấy thì người ta nói là có 17 chiến sĩ, nhưng thực chất theo các cái nhân chứng làm đường hạnh phúc đấy, thì người ta bảo rằng có 30 chiến sĩ xung phong.
và chúng ta lấy 30 chiến sĩ này đi để đục đá treo mình bên vách núi để đục đá làm đường. Và kính thưa các bạn, cái việc treo mình bên vách đá như vậy rơi là bình thường, không may rơi là bình thường. Cho nên trước khi làm đấy, gọi đội này gọi là đội cơ dũng, trước khi buổi sáng lên đục đá làm đường thì đội cơ dũng này sẽ ra để làm một cái lễ gọi là lễ truy điệu sống, tức là thắp hương cho chính mình và hô thật to chữ quyết thắng. Sau đó là bắt đầu lên đỉnh núi. Lên đỉnh núi làm gì? Để bắt đầu mới thả người xuống lưng chừng núi. Khi xuống lưng chừng núi thì vì là trèo lên đến đỉnh núi nó rất là lâu, cho nên một ngày là ông ấy từ khi lên núi đến tận tối ông mới được xuống, treo mình cả ngày như vậy luôn để đục luôn. Còn đến giờ ăn cơm thì làm thế nào? Chúng ta mới buộc cái dây vào xong và chúng ta thả xuống cho các anh ăn ấy, ăn xong rồi chúng ta lại kéo lên. Đến mức độ như vậy các bạn, nó rất là khó khăn. Và đương nhiên trong cái lúc treo mình đục như thế, có những hôm mà đục cả một ngày mới được một cái lỗ nhỏ nhỏ để nhét cái thuốc nổ vào, và nổ xong nó bay ra 20 phân đá. Ác liệt không? Để mà cái chỗ đặt chân nhìn khối đá nó kinh khủng không? Đấy, nó khối nguyên luôn, một khối đá nguyên luôn. Như thế này thì đấy, đục vào nó kiểu gì được. Và những đoạn mà cao quá thì chúng ta chơi kiểu là sấn từ trên, tức là đục trên đỉnh núi, đục xuống từng lớp như vậy, cứ sấn xuống dần thì mới được thành đường như thế này, chứ không phải đơn giản như thế nào đâu các bạn ạ. Và khi mà chúng ta làm đường như vậy là có bác Đào Ngọc Phẩm, thì bác này đang đục đá làm đường ấy, đang làm đường, thì bác mới thấy là có hai cha con người Mông đang đi như vậy thì đá trên rơi. Ông này phát hiện ra đá rơi, thế là chạy ra đẩy hai bố con người Mông vào một cái, ông này rơi xuống vách núi luôn. Rơi xuống chúng ta tìm mất gần cả một ngày mới lấy được xác anh ấy lên. Tức là nhân chứng kể lại là từ 8 giờ sáng là anh ấy rơi xuống, mà chúng ta được anh ấy lên là 5 giờ chiều. Và khi đưa lên là gọi là người không còn gì nữa. Và cái dây mà chúng ta thả xuống để đưa anh ấy lên ấy, là tương truyền rằng là cái độ cao là nó rơi vào tầm khoảng gần 800 mét. Tức là rơi cao như thế các bạn. Rất là đau thương luôn. Có cái anh tên là, xin lỗi người gọi anh không đúng, gọi chú, tên là Tranh, người Lạng Sơn. Khi anh bị ốm rất là nặng, chúng ta làm đường vì là nó mưa rừng rồi điều kiện thiếu thốn ấy, anh ốm nặng quá không có thuốc, đi tìm khắp nơi thầy lang không chữa được. Anh biết chắc chắn anh chết, anh trước khi chết anh khóc, anh nói với đồng đội này, khi tôi chết đi thì anh em cố gắng để tiếp tục làm xong cho xong con đường hạnh phúc. Nhưng chỉ có đôi chưa gọi là đường, làm cho xong con đường và làm xong rồi, hoàn thành nhiệm vụ rồi, các anh về Lạng Sơn liệu có ai nhớ tới tôi không. Và sau khi chúng ta làm xong cái con đường này là chúng ta hy sinh mất 14 chiến sĩ. Như vậy cái con đường này có máu và hoa là đúng không các bạn ạ? Có máu và hoa. Con đường này là con đường của ý đảng lòng dân, Hồ Chí Minh dám nghĩ và dân dám làm. Sau khi chúng ta làm tiếp tục 2 năm, tức là đến năm 1965, thì chúng ta chính thức làm xong đường. Và làm xong đường thì dân đổ xô ra hai bên đường để vỗ tay hoan hô và chào đón những chiếc xe ô tô chạy lên. Mừng lắm các bạn ạ, vui lắm, toàn dân như mở cờ, toàn dân trong lòng như nở hoa. Vì nở hoa như vậy cho người ta mới nói là con đường có máu và hoa. Hoa này không chỉ là những cái loài hoa rất đẹp như là hoa me, như là hoa tam giác mạch, như là hoa phù dung, như là hoa tường vi rất đẹp ở trên cái cao nguyên đá này. Nhưng cái hoa quan trọng đấy là hoa nở trong lòng dân khi mà thấy có một con đường để đi lên, xua tan khỏi cái thời kỳ của mây mù giao hú, của ngập chìm trong cây thuốc phiện. Tại vì người dân ở đây chỉ có một thứ thôi, ho cũng dùng thuốc phiện, đau bụng cũng dùng thuốc phiện, mà rành quá cũng dùng thuốc phiện, tất tần tật cái gì cũng thuốc phiện. Cái thứ trồng nhiều nhất ở trên đây chắc là cây thuốc phiện. Và đến bây giờ ánh sáng văn minh, ánh sáng của Hồ Chí Minh chính thức đến. Như vậy thì người dân người ta hồ hởi là đúng các bạn. Tổng kết lại thì chúng ta làm mất hơn 2.000 ngày và tính công thì hơn 2 triệu ngày công, hơn 3 triệu mét khối đất đá chúng ta đục và làm bằng thủ công, không có máy móc hỗ trợ. Một cái công trình làm mà từ xưa tới giờ, ngoài chiến dịch Điện Biên Phủ ra thì chỉ có một cái chiến dịch này thì mới đông người làm cùng nhau đến như vậy. Và có một cái điều đặc biệt khi làm đường ấy thì không ai nghĩ đến cái việc là mình sẽ về hay như nào cả.
Mà khi làm được như vậy chỉ nghĩ là làm sao để làm con đường nó nhanh nhất có thể để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Đó là cái điều đặc biệt. Nhưng khi mà làm xong đấy, nhiều người lại không về nữa, không về xuôi nữa, mà muốn ở lại đây. Biết tại sao lại ở lại đây không? Vì thương đồng bào, ánh sáng văn minh chưa tới được, ở lại giúp đỡ đồng bào, và người ta ở lại đây luôn. Cũng có những người, người ta khi mất người ta, trước khi mất người ta chăn trối, người ta nguyện vọng là muốn ở lại với con đường hạnh phúc. Cho nên bây giờ cái nghĩa trang của 14 chiến sĩ là đặt tại Yên Minh, bên cạnh con đường hạnh phúc. Đó là điều đặc biệt như vậy. Và sau khi mà những người đó ở lại thì người ta sinh con đẻ cái. Nhân bây giờ chúng ta lên Đồng Văn này, lên Mèo Vạc, lên Yên Minh, lên Quản Bạ sẽ có, vô tình sẽ gặp nhiều người là đã từng làm con đường hạnh phúc. Đâu đó những cái người xuôi mà chúng ta gặp ở trên đây, người dân, có thể họ là những người làm nên con đường hạnh phúc các bạn. Đó là điều đặc biệt và tuyệt vời như vậy. Không hiểu ngày xưa cái một cái động lực nào đó, một cái hay là cái do cái sự tuyên truyền của chúng ta tốt, nhưng mà đã đi là một lòng, một chí hướng để làm đường. Có như thế chúng ta mới làm được con đường như thế này. Và đúng, con dê đực không biết đẻ, đá không mọc được trên đầu người, con người vẫn đi bằng chân, nhưng Hồ Chí Minh đã làm được đường lên cho người Đồng Văn, người đặc biệt như vậy. Thôi thì mạn phép với các bạn là giới thiệu sơ qua một chút như vậy về con đường hạnh phúc để chúng ta nắm được thôi. Cảm ơn các cụ cố gắng lắng nghe được không?